Trước nỗ lực của những người ở tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch COVID-19, nhiều người dân trên địa bàn huyện Phù Cử đã có những hành động thiết thực, góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Vợ chồng ông Đoàn Văn Chức và bà Lê Thị Oanh ở thôn Hà Linh, xã Đình Cao, năm nay đều đã gần 80 tuổi. Ông bà hiện đang sống trong một căn nhà nhỏ với khoản lương hưu hơn 5 triệu đồng. Từ khi dịch COVID-19 xảy ra, ngày nào ông bà cũng theo dõi sát sao các thông tin về dịch bệnh. Thấu hiểu những khó khăn vất vả do dịch bệnh gây ra, ông bà quyết định trích 3 triệu đồng từ tiền lương hưu để ủng hộ cho ban phòng chống COVID-19 của xã. Nếu như xã hội trước đây thì cha trốn ra hoảng gai cuốc ngỏ, mẹ chạy vào đất đỏ làm phu, quá xã hội hôm nay mới có mình. Mà bản thân tôi thì tôi hưởng được nhiều chứ cống hiến được bao nhiêu. Thế ngày hôm nay đất nước khó khăn thì chúng tôi ủng hộ, đó là cái nghĩa vụ và đồng thời là tấm lòng và cũng là rất tủi thân, là cái chuyện tôi chỉ có thế thôi. Hai bé Vũ Hà Thanh Mai và Hoàng Gia Hân 7 tuổi ở thôn Phú Anh, xã Minh Tiến được gia đình giáo dục từ nhỏ về lối sống tiết kiệm. Trước những thông tin về ảnh hưởng của dịch COVID-19, hai bé đã đề nghị gia đình được mổ lợn tiết kiệm. Bé Hoàng Gia Hân được 2 triệu đồng, bé Vũ Hà Thanh Mai được 500.000 đồng để ủng hộ quỹ phòng chống COVID. Cháu xem ở trên TV thấy dịch COVID-19 rất nguy hiểm, vậy cho nên con mổ lợn ra, con muốn đóng góp tiền để mọi người đẩy lùi dịch COVID-19 ạ. Tôi thấy rất là mừng, bởi vì cái số tiền thì nó không đáng là bao nhiêu. Tuy nhiên thì cái suy nghĩ của cháu mặc dù rất là nhỏ mà cháu biết suy nghĩ cho người khác. Sau này tôi tin rằng là với cái tính cách đấy thì cháu cũng sẽ trở thành một người có ích cho xã hội. Tính đến ngày 17 tháng 4, Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 huyện Phù Cử đã nhận được 600 triệu đồng, hơn 50.000 chiếc khẩu trang và hàng trăm chai nước sát khuẩn. Đáng chú ý là có nhiều cá nhân thầm lặng giấu tên, địa chỉ, thông qua chính quyền địa phương đã ủng hộ trực tiếp những gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương mình. Những hoạt động, việc làm chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở Phù Cử đã và đang lan tỏa trong cộng đồng, cho thấy trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của nhân dân để đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.